Hello. Xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Chờ Chờ Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì sáng ngày hôm nay Hiển với Phố Bếp đang có mặt tại Darling Harbour là cái cảng của Sydney. Thì Hiển với Phố Bếp đến đây sáng ngày hôm nay để review cho đại gia đình mình xem cái khung cảnh cái người dân ở Úc họ đua thuyền rồng vào những cái dịp Tết như thế nào nha các bạn. Thì cái người dân ở đây họ sẽ tổ chức đua thuyền chơi vòng vòng ở bến cảng nè, bến cảng của Darling Harbour nè. Đó, thì Hiển cũng lần đầu đến đây để trải nghiệm. Rồi sẵn rồi mình review để cho đại gia đình mình xem chơi cho biết nha. Ở trong này nó có mấy đội chuẩn bị sẵn sàng hết nè. Thì xa xa, dạ, mỗi một khung vậy là một đội đó. Một cái màu áo là một đội khác nhau đó. Họ đang làm nóng, họ warm up lên đó mà. Đó. Họ cứ ta đua mình chạy. Đây là các bạn, cái này Rocking Boat là mình dịch ra là đua thuyền rồng đó mà. Còn cái này Sydney Luna Festival đó là cái lễ hội của đầu năm mới của người Hoa nè, người Việt nè, người Korea nè. Thì cũng có nhiều sắc dân để mà ăn Tết. Rồi nói chung là Luna New Year nha các bạn. Thì sau lưng Hiển đó, một số người đang warm up đó, đang làm nóng đó. Mỗi một đội là có một cái màu áo khác ha. Yeah. Để hồi để mình phân biệt đội nào chứ. Thì mình nhìn thấy nó đơn giản nhưng mà thật sự là muốn chơi cái môn này các bạn biết là mình hình dung thôi là mình cũng hiểu rồi. Chuẩn bị nào là thức ăn nè, nước uống nè, dụng cụ y tế nè, mỗi thứ linh tinh chút cái gì chứ cũng cả một cái công sức. Cũng phải sẵn sàng đâu bạn nha. Đó, thấy không? Mỗi một cái group gì, mỗi một đội bơi vậy đó thì sẽ được một cái nhà tài trợ khác nhau. Ở đây thì Hiển thấy có Westpac là cái nhà băng ở tại Úc nha các bạn. Cái lá cờ đó là lá cờ Hiển thấy như là của Mỹ, là Mã Lai, Mỹ. Ở bên kia có SNS đây kìa. Đó, vui lắm các bạn ơi. Cái ngày hội này, ngày hội mình ở Việt Nam mình thì cũng có đó. Trước Tết đó, người dân ở Sóc Trăng, Cần Thơ cũng hay đua ghe home gì đó là ngon, cũng là ngo là cũng là đua thuyền rồng nè. Đó, đua ghe ngo đúng là nhớ rồi. Đua ghe ngo. Sáng sớm tình mơ nhìn thấy đẹp quá kìa cái tháp của tại Sydney kìa. Đẹp quá ha. Còn phủ bay. Đối diện với Hiển trước mắt này nè là cái khu nhà IMAX họ đang review lại các bạn, họ làm mới lại hết hoàn toàn. Thì tương lai cũng gần thôi là họ sẽ chiếu lại cái phim mình gọi là phim 3D rồi không biết có 4D, 5D rồi không biết. Giờ là giờ hình ảnh nó ba chiều đó, rõ nét, độc đáo đó. Có biết nhớ hồi 2 năm trước mình đi là họ đang dở, họ làm rầm đó, mình đi cặp ở đây nè, nhớ không? Yeah. Bây giờ họ hoàn thành xong rồi đó, đẹp quá ha. Hiển bắt đầu đề ba là khoảng 6 giờ sáng mà đến đây là gần 7 giờ nha các bạn. Thì khi đến đây thì thấy mọi người đã như thế này rồi. Có lẽ là họ tới đây là 5-6 giờ sáng gì đó. Đây cái cuộc đua hay là cuộc chơi nào cũng vậy, muốn hoàn thành xuất sắc là phải chuẩn bị từ đầu. Thấy họ đem theo dụng cụ bàn, ghế rồi các thứ. Cái này là họ từ nhà mang lại thôi các bạn, chứ không phải là ở đây là ban tổ chức supply cho họ đâu. Tự mình mang tới đó. Cái này nhìn giống như đội banh vậy ha, nó có đủ thứ màu áo khác nhau ha. Trời ơi, dữ dằn rồi. Chà, áo xanh này có lý rồi nha. Lý rồi, mạnh mẽ dữ à. Tập vợt dữ ha. Mệt chứ, phải làm cho nó nóng tay chân lên mới được. Chứ không thôi, giữa chừng đang bơi nó vợt mẻ. Thành phố Sydney thì Hiển thấy nó trong lành, có cái là tuy rằng ở tại cái thành phố lớn của nước Úc nhưng mà rạng sáng các bạn thấy ra hít thở không khí rất là trong lành, mát mẻ nha, không có khói bụi gì hết. Đó. Ở đây không cần phải là thanh niên lực lưỡng hay gì, các bạn thấy phụ nữ là lớn tuổi nè, rồi đàn ông trung niên, thanh niên cũng có. Đó, phụ nữ có tuổi thấy cũng chơi vui. Hiển thấy có người Á Châu nữa, không biết là người Hoa hay là người Việt. Quá xá là vui. À,
đây là họ lấy cái tấm hình lưu niệm nè để dành kỷ niệm chơi đó. Anh bạn này đang chuẩn bị âm thanh nè. Cái âm thanh này làm cho cái không khí nó sôi động lên, nó khuếch đại âm thanh lên đó các bạn. Phải có cái loa mới nghe, mới sơm tụ được chứ. Đúng chứ rồi, nhạc rồi cái người sướng ngôn họ nói cũng hùng hồn lên. Good morning and welcome to Darwin Harbour for the 2023 Sydney Lunar New Year Festival Dragon Boat Racing. Before we have the official announcements to start, the crews for the first two races should be now moving the way across to Marsland. It is Cameron Griffiths. And also for race three, should be starting to move that way as well. So we need to get racing underway very, very quickly. We've got a lot of races to get through today, so please make sure that you look for race draw for your time. Wow, cái nước làm giống như nó chảy xuống vậy ha. Đẹp, sáng tạo. Đúng rồi, nó chảy đó, nó chảy theo cái chiều đi xuống á. Các bạn thân mến, thì bây giờ những cái đội bơi đó họ đang tiếp cận với chiếc thuyền mà để họ chuẩn bị đua đó. Họ sẽ tập trung lại đây. Đầu cái điểm xuất phát là ngay tại cây cầu giác ngang đó nghe các bạn. Rồi cái đích đến là tại đây chứ không phải bắt đầu tại đây. Đó, anh bạn chạy cano có chữ finish chạy vòng vòng kìa đó. Thì từ đó là đây khoảng chừng 500 thước cây số thôi, chắc 500 thước rồi ha. Nhưng mà điều thấy vậy chứ cũng vất vả lắm. Nhưng mà họ đưa cái tốc độ nhanh mà. Nhanh dạ. Yeah. Thấy vậy chứ cũng xa lắm chứ, mình nhìn tới cây cầu đằng đó với đối tới hướng này á, mình không thấy người luôn á anh thấy không? Hai ba chiếc thuyền cũng vừa tách ra nó bắt đầu làm nóng nữa kìa đó. Thì ai mà lên thuyền xong là bơi ra cho có tốt khác nó cặp thuyền nó tiếp tục. À, cũng gần khởi hành rồi, gần bắt đầu cuộc đua rồi, thấy mọi người cũng chuẩn bị lăn xăng hết rồi đó. Quá dữ, quá dữ. Đó. Rồi. Yeah. Vậy là đã số 3 thắng rồi ha. Rồi bắt đầu năm đội kế tiếp à. Sau khi mà đua xong rồi đó, mỗi một đội họ sẽ trở về một cái câu lạc bộ của họ hay là cái nơi chốn gì đó. Rồi họ tập trung lại đó để mà họ bàn bạc, họ phân tách, phân chia rồi. Đừng rút kinh nghiệm cho là kỳ tới. Rồi bia bỏng, rồi vô rồi nữa đó. How are we up? Yeah, we're cold. Attention. Mỗi một chiếc thuyền rồng vậy là 22 người ha. Rồi mình bơi thì mình thấy họ tổ chức cũng rất là hay. Mỗi người cứ tự đi đến đây, tập trung tại đây rồi mỗi người đi và đem theo một cái dầm. Cũng hay chứ, chơi vậy mới vui ha. Vui. Yeah. Chơi thì vui thôi. Giờ dường như là năm cái chiếc khác à. Có đánh trống nó lộ vui lắm. Đó anh bạn kia lẹt lẹt quá, cứu coi sao. Rồi. Số mấy chú ba anh vậy? Số ba thắng nữa đi. Trời ơi, số 1 yếu dữ. Số 3 hồi nãy là màu vàng, bây giờ số 3 là màu xanh đen. Màu tím.
Người ta đó rất là nhiều, rất là đông, nhưng mà họ tổ chức rất là bài bản nha, hay khoa học lắm. Cái tớp thi đua thì nghĩ như vài ba trăm người, mà mỗi một đợt xuống vậy là khoảng chừng 100 người đó tập trung tại đây, rồi cái tớp kia xong cái tớp này mới đi tới. Các bạn thấy có ba hàng, thì mỗi một hàng như vậy là một màu áo nha, rồi phía sau là màu áo khác, cứ thế đi tớp này rồi tớp khác tấn tới đứng chờ đó. Nó không có làm cho bị dạ, đông không người làm đó, cho mình xáo trộn, không có làm cho mình giống như là bị hộp á. Rồi cái tớp bên kia thì chưa tới giờ thì cứ đứng ở bên kia chờ, cứ như vậy từng tự mà tới, rất là hay. Đây mấy người này đua xong rồi nè. Đua xong rồi nè. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cầm cái dạ, nhằm đi nha. Thì rồng nhìn xa xa không thấy rồng, thấy cái miệng con rồng chút xíu rồi. À, thấy vậy chứ 22 người ngồi trên chiếc thuyền đó mà nếu không cẩn thận các bạn chìm như chơi chứ không có đơn giản đâu. Không phải đâu anh, tại mình nhìn xa xa mình thấy vậy chứ không đến nỗi khẩm chứ lắm đâu. Khi mà mình bơi mỗi một người nhấn cái dầm xuống cái giật một cái một là cái nước phải cho phải đều hơn một hai một hai cái lực nó sẽ hút xuống, thành thử ra cái chiếc xuồng nó khẩm thêm. Để các bạn Việt Nam xem cái đua thuyền rồng ở bên Úc nó có khác với Việt Nam mình sao nghe. Quá dữ. Mỗi lần đua mấy cái thuyền mình thấy nó vui. Nè cái này cũng 6 chiếc nữa nè. Rồi rồi số 3 dữ nữa rồi. Yeah, số 3 thắng nữa rồi. Làm như cái chiếc số 3 này nó nhẹ hơn vậy đó. Mình đang đi tới cái khu Darling Quarter này các bạn, 1/4 của cái Darling Harbour. Để Darling Quarter đó, 1/4 đó. Cái phần này là nó để là Cupidcoy Garden free entry. Nó làm hình tượng giống như gì đó, con thỏ vậy đó. Mình là con mèo phải không? Yeah. Nhưng mà ở đây thì người Úc họ dùng con thỏ. Đại khái họ làm cho trẻ em chơi đó mà. Cỏ giả nè, cho sạch cái chân á, chơi vô chạy nhảy chơi, có hồ nước đồ tắm rồi kia. Đẹp quá ha. Ở ngoài này mình nhìn thấy các bạn cái công viên xung quanh kế cận với Darling Harbour nè, sạch sẽ. Đây các bạn thấy không? Darling Quarter là cái nơi chiếu phim công cộng ở ngoài trời vậy đó, cho mình ngồi mình coi mình giải trí chơi vậy đó. À, có nhiều khi á, các bạn tới thành phố mà về đêm mà không có khách tới đó nó cũng buồn. Thành thử ra hội đồng thành phố họ muốn tạo điều kiện làm mọi cách để cho cái người dân tập trung lại chơi càng đông càng tốt. Nhìn cái cảnh này mình nhớ hồi xưa mà mình coi chiếu bóng ở ngoài mấy cái sân vận động Việt Nam hồi xưa nhớ à? Chính xác. Đâu giống giống gì? Hay chứ. Mình đang đứng trên highway nha các bạn. Đường xe chạy lẹ đó. Thì phía dưới là họ đang đua đó. Bây giờ Hiển đứng trên đây để review cái phần này để mình thấy coi nó hào hứng hơn ở dưới đất không. Yeah, 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 yeah. Ở đây thì mình quay nó rõ hơn. Nó quá dữ hơn. Mình nhìn thấy gần chứ thật sự bơi cũng hơi lâu quá chứ. Xa ra không có gần đâu. Số 3 nữa hay gì là kìa.
Số 4, số 4, con đang số 4. Số 4 hả? Số 3 cái bên à. Rồi, số 4 thắng rồi. And of course, they can only be one. With a time of 50.17 seconds in first place, the Melbourne Flames. And a round of applause for our three winners. I think we should look at renaming the club. Congratulations, team. 43.89 seconds, the Sloths Purple. Woo! Congratulations. Well done, the three teams. Congratulations, a big round of applause. Các bạn thân mến, thì cái chuyến đua tiếp theo là chuyến này là chuyến thứ 6, thứ 7 gì rồi. Đó. Họ bơi, họ đua từ đây cho tới 5 giờ chiều. Chuyến là đó. Rất là hào hứng nha các bạn. Hai số 3 thắng nữa rồi kìa. Số 3 thắng nữa. Cái kèn đó là cho mọi người đua biết là có người đã tới cái đích rồi. Hay quá. Hay quá. Các bạn thân mến, thì vừa rồi Hiển với Phó Bếp cũng muốn chia sẻ đôi nét những cái hình ảnh mà vui nhộn cái ngày Tết cổ truyền của người Á Châu, Lunar New Year. Thì lúc đến đây Hiển với Phó Bếp xin phép kết thúc clip mà đua thuyền buồm thuyền rồng nha các bạn nha. Mến chúc đại gia đình có một năm mới thật an khang thịnh vượng, vui vẻ với gia đình. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Hào hứng quá, ai cũng la quá trời.